Xin chào các bạn, thì hôm nay Thanh Trúc xin dẫn các bạn đi tham quan một cái vùng, một cái chợ tại một cái vùng quê của miền Tây Nam Bộ. Thì Thanh Trúc xin hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn biết đó là sơ lược về những cái món ăn dò xanh ngon ngon hơn 3.000 một ký, măng cục 35.000 một ký. Dò xanh ngon ngon hơn 3.000 một ký, măng cục 35.000 một ký. Dò xanh ngon ngon hơn 3.000 một ký, măng cục 35.000 một ký. Thì cái dò xanh ngon ngon 13.000 một ký, măng cục 35.000 một ký. Là dò xanh ngon ngon 13.000 một ký. Cái vùng miền Tây Nam Bộ nó có các loại trái cây như là dâu, măng cụt, sầu riêng, chỉ có vào mùa này thôi, từ tháng 4 đến tháng 6. Dâu xanh ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Dâu xanh ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Dâu xanh ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Dâu xanh ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Dâu xanh ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Đây dâu. Dâu xanh ngon ngọt 13. Quay có là ai vậy? Cục 35.000 một ký. Bạn hay là quay? Quay. Dâu xanh ngon ngọt 13. Dâu thì dâu với măng cục với dầu riêng là chỉ có vào tháng 4 và tháng 6 nha các bạn. 13.000 một ký. Măng cục 35.000. Thấy dễ thương không? Vừa bán là vừa ngồi ăn nè. Măng cục 35.000 một ký. Dâu xanh ngon. Hôm nay thì Thanh Trúc chỉ giới thiệu sơ lược về các món ăn thôi, rồi các clip sau thì Thanh Trúc sẽ giới thiệu cho các bạn biết chi tiết về các món ăn và cách làm, cách nấu nướng luôn. Đây là sò lông, sò lông vùng biển, con sò mà khi mà nó mở vậy nè là con sò sống ngon rồi các bạn, nó đụng vô là nó khép. Dâu xanh ngon ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Đó, khép lại nè. Dâu xanh ngon ngọt 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Sò nó sống rồi nó mở miệng vậy đó. Dâu xanh ngon 13.000 một ký, măng cụt 35.000 một ký. Dâu xanh ngon ngọt 13.000 một ký. Đây là sầu riêng vườn, rất là ngon. Đây là táo vườn này các bạn, táo tự nhiên, không thuốc, không gì hết nha các bạn. Ở trong người ta trồng tại nhà, người ta đem ra đây người ta bán. Sabo, cái loại này nó có hai loại, một loại là sabo, một loại là lòng mứt. Sabo thì bên ngoài nó bên ngoài mình gờ vô là nó nhám nhám, còn lòng mứt là nó không có nhám, nó da nó trơn, mà ăn thì ở trong nó giống thịt như nhau. Sabo thì nó ngọt, lòng mứt thì nó sabo nó mềm, lòng mứt thì cái trong nó hơi độ dẻo dai hơn chút. Đây anh chút xin cho các bạn thấy đồ vườn người ta bán nè, buổi sáng người ta bán chút vậy nè các bạn. Đó, ở quê người ta, một số người dân trong quê người ta đem ra cái mỗi thứ một chút vậy đó. Rồi mua luôn. Ok. Mở hàng giao má luôn. Giờ nãy giờ sáng mà bữa ký bữa nay anh đính đêm luôn. Hai mở hàng. Dạ. Đây
quê người ta dễ thương lắm các bạn. Sáng người ta đem nhiêu vậy? 15.000 à. Nửa ký rau má có 15.000 thôi bạn ơi. Vừa rẻ mà vừa ngon luôn. Rau này là chất lượng luôn. Rau tự nhiên. Có trong vườn người ta bẻ ra người ta bán, không có xịt thuốc xịt gì hết. Người ta chỉ tưới nước thôi. Đây là mớp nữa nè. Rất là mớp hương nè. Ăn rất là ngon. Chợ này người dân mình hay gọi là giống như người ta hay thấy mấy người ta ngồi chầm hổm, người ta hay gọi là chợ chầm hổm. Cái này rau nhút dùng để ăn lẩu các bạn. Ăn canh chua, lẩu nấu canh chua. Khi mà cầm rau nhút này nè, nó có một cái miếng mớp giống như cái mớp ở đây vậy đó. Cái mỗi lần mình ăn mình tuột cái này ra. Tuột cái này ra mình ai chỉ ăn cái cọng này thôi. Người ta bán con chút xíu thôi các bạn. Đây là cái đọc ý. Em mà có lâu lâu em cũng bị quên rồi. Bữa hả em quay mà có bị clip đó, em quay nó bị lỗi cái em đăng không có được. Bữa hổ đồ ngon sao? Hồi nãy em đi rồi mà. Cái này là đọc bí nè các bạn. Cái này cũng là người ta trồng ở nhà thiên nhiên, nó trồng tự nhiên xịt nhiệt nước thôi, không có xịt thuốc gì chứ. Rất là ngon nha. Mọi thứ một chút nè. Dạ em ơi chị mua mốt. Cái này dùng để nhúng lẩu ăn không thôi là luộc, rất là ngon. Còn đây là mùng tơi. Hồi xưa nó có cái câu gì. Có dạng mùng tơi xanh dờn. Mỗi thứ một ít các bạn. Trong quê người ta đem ra mỗi thứ một ít gì đó. Trong vườn người ta đem ra. Sáng người ta bưng đi nè các bạn, thấy không? Cái này chuối ở trong vườn người ta cũng trồng ở trong vườn người ta đem ra nè các bạn. Cái giờ cười. Cho con nãy chuối đi gì? Nãy chuối này đi. Chuối dạ hương con thích ăn lắm. Chuối chuối dạ cui, chuối dạ hương. Như bác sĩ đây nói mấy người mà thiếu chất sắt ra trong máu đó là ăn cái này. Chuối chuối này là chuối vườn rất là ngon nha bạn, người ta gọi là chuối dạ hương. Cái chuối này nè, khi mà nó chín đó, nó có mấy cái chấm đen đen á. Tôi nói nó đúng rồi đó. Nó là mấy đúng là chuối dạ hương. Còn nó không có chấm đen đen là không phải là chuối dạ hương nha các bạn. Là loại chuối ngon ngon đó, ngon của miền Tây á. Nhiêu bao nhiêu? Nhiêu bao nhiêu? 5.000 thôi. Dạ. Con có 5.000 lẻ. Ủa có không ta? Đây nè. Đưa con đưa 5 đó nha. Dạ. Còn đây là cái loại rau muống đồng nè các bạn. Rau muống đồng là ăn rất là ngon. Rau muống đồng là ở miền Tây người ta thích ăn rau muống này hơn. Tại vì rau muống này là người ta ăn lẩu chua rất là ngon. Rồi người ta dùng để bóp giấm chua chua ngọt ngọt, làm dưa ngon lắm. Dưa giòn lắm. Làm dưa rồi xong mấy cô để vô trong cái tủ ngăn lạnh lạnh, để hoài ăn hoài. Giòn ăn hoài. Tôi mà lúc nào cũng một khối vậy. Mấy người dân này ở đây người ta rất là dễ thương, cho nên là chú cũng thích, rất là thích mua mấy cái loại cây trái trong vườn đem ra, con thích lắm. Đi bên kia hàng ngon gì cái mua gì bỏ là đồ ngon không à, không mua không được. Mua bỏ này vô đây không dạ. Cho nó gọn dễ sách. Đây là cù nèo, người ta dùng để ăn lẩu các bạn. Đây ổi nè, mỗi thứ một chút, thấy không? Mỗi người em mới mua đâu à. Các bạn, đây là con cá chê đồng. Đây, con cá chê đồng dùng để chiên hoặc nấu lẩu. Rồi nhưng mà cá này là chiên với kho tiêu là ngon nhất. Thì ngày hôm sau thì Thanh Trúc sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cách làm con cá này.
dân người ta rất là cực khổ buôn bán. Mỗi buổi sáng người ta trồng thì những cái trái cây này nè, người ta trồng cũng thời gian cũng một vài tháng gì đó thì mới có những cái trái này. Người ta bán rất cực khổ thấy không bà? Mỗi bó vậy có mấy ngàn à, rẻ lắm. Làm cực mà bán rất là rẻ các bạn ơi. Đây là loại mốt hương nè. Đậu que. À, buổi sáng người ta đem ra đá. Ồ, cái này là rau đồng nè. Cọc chạy là rau chạy là ăn mát đó các bạn. Người dân mình rất thích ăn cái món rau chạy này nấu ta cái bằng canh rau đồng á. Ta nấu thêm chút muối, chút bột ngọt vậy đó. Rồi có người thì người ta bỏ mắm vô cũng ngon lắm. Còn đây là cái đọt nhãn lồng. Cái đọt nhãn gạch lồng này á là người dân mình á là giờ thường thường mấy người bị mất ngủ á là họ hay ăn cái đọt nhãn lồng này. Đây là đọt nhãn lồng này nó trị mất ngủ rất là hay các bạn. Nè cái lá nó như thế này nè. Thấy không? Đây. Cái lá đọt nhãn lồng đây. Là hiếm có nha các bạn, ở vùng chỉ có một vùng quê mới có. À, buổi sáng các bạn đi chợ sớm thì mới mua được cái đọc chạy này, còn nếu mà đi trễ là hết. Tại vì cái đọc chạy này không có nhiều. Gạo nó khó bê. Con hay mua cái này con nhúng lẩu ăn. Mà nhúng vừa chín nghe, vừa chín nó mới ngon. Chín quá cái nó không ngon. Đây là trái đậu bắp. Tất cả những món này toàn ở trong vườn người ta trồng ít, người ta đem ra bán rất là ngon các bạn. Không có trồng số lượng nhiều cho nên là không có để thuốc, không có xịt thuốc gì hết. Dạ. Thấy không? Thấy các bạn thấy dễ thương không? Mấy cô, mấy chị ở đây bán rất là dễ thương nè. Chim này nè. Nè đây nè, cái loại này là cái loại chuối người ta gọi là chuối chim đen. Bạn các bạn nhìn nó ha. Cái màu nó không có một màu, cái màu nó đốm gì nè. Đó mới gọi là chuối chim đen, nó rất là ngon. Chuối này ăn rất là bổ và ngon. Bỏ cho con đi. À. Ăn chuối sim thì phải lựa loại chuối chim đen này nè. Còn cái chuối mà sim mà nó liền đó là không có ngon. Chuối chim kia là chim gì? Chứ chim nó không có chấm chấm là chim, chim này chấm là chim đen à, chim vàng. Ừ. Nó con chim này nó ngon hơn. Như vậy. Con trả tiền. Mọi thứ một chút. Dạ. Hôm trước em quay một cái clip em mới bị lỗi. Người dân ở đây người ta rất là dễ thương. Đây là gà đậu đũa. Đậu đũa này dùng mà xào ăn là vừa bổ mà vừa rẻ nữa các bạn ơi. Luộc cũng ngon nữa. À luộc cũng ngon nữa. Em thích xào mỡ ăn. Trời ơi ngon lắm cái này. Vừa rẻ mà vừa bổ mà vừa rẻ nữa. Rất là ngon luôn. Màu đẹp. Nắng
ăn đậu tốt. Đây là loại hột gà ta. Đúng rồi, chính xác. Hột gà vườn của mình đó các bạn. Chị, cho em chụp đi nhiêu vậy? Đây là loại hột gà ta trong vườn đem ra nè các bạn ơi. Con gà tự nhiên nó đẻ nè, không phải gà nuôi của công nghiệp. Nó ăn toàn là thức ăn tự nhiên không mà cho nên rất là tốt. Hàng ngày mà chút đi chợ lúc nào chứ cũng mua gà ta là về ăn hết trơn. Cái em lựa ra chị bỏ cho bọc giùm em nha. Em đi mua hoài à. Gà so là gà nhỏ phải không? Gà so là mấy hột so mới ngon á. Chứ đừng có ham mua hột bự. Tùy theo cái. Nè. Hột so là con gà xanh lần đầu, con xanh gà xanh lần đầu tiên á các bạn. Nó nhỏ vậy nè, nó nhỏ hơn tất cả những cái hột gà khác. Thì người ta gọi là hột gà so. Nó ăn con nó xanh lần đầu tiên nó tốt hơn. Người ta đi mua đồ người ta hay lựa là gà so. Cái bằng gà so. Hột gà so. Chụp trứng cho chị. Rồi chụp. Rồi lấy cho em chụp. Ôi đổi cái trứng này đi. Cái trứng này nào. Nên mua hột gà này ăn thường xuyên nha. Rồi 35 hả? Đây là hột vịt. Có người khi mà người ta không biết thì người ta đi mua hột gà, người ta lựa hột gà bự. Nhưng mà mình mua thì mình lựa hột gà so là ngon kìa các bạn. Hột gà nhỏ là xanh, con gà xanh trứng đầu tiên là gọi là gà so. Nó ngon và nó ngon bổ hơn cái trứng gà sao. Bánh ngọt, bánh truyền thống của Việt Nam. Bánh này người ta kêu bằng cái bánh quai chèo nè các bạn. Thấy không? Bánh quai chèo không? Ôi trời lộn. Giò chéo quẩy, bánh quai chèo. Nó lộn các bạn ơi. Mình lộn là nó bánh quai chèo. Nó là bánh giò chéo quẩy. Bánh này á là bánh truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ. Người ta dùng để ăn không hoặc là ăn với cháo trắng. Ủa cháo quảng á các bạn. À, cái bánh tiêu. Còn đây người ta gọi là cái bánh còng. Bánh cam, bánh còng. Đây, bánh cam nè, bánh còng nè. À, bánh cam, bánh còng này nó nhiều loại. Ví dụ cái loại này á là người ta sử dụng là người ta bánh cam nhân đậu rồi người ta ngào đường. À, người ta ngào áo cái lớp đường bên ngoài ăn rất là ngon. Mấy bà cụ này thích ăn lắm đó các bạn. Còn cái này là người ta áo cái lớp tráng cái lớp đường ở trên. Đường với mè. Rất là khó làm đó nha các bạn, không phải dễ làm đâu. Mà nếu mà mình lúc mình nhúng á, mình cầm cái bánh mình nhúng vô đường này nè. Nhúng không cẩn thận là bị phỏng tay đó. Rồi cái đường này mà làm mà không tới thì cũng không ngon, mà nó tới quá là nó sẽ bị đen. Bánh gì cơ? Cho nên là làm cái màu đúng như vậy là mới là chuẩn đó nha các bạn. Ngon túi không ta? Còn bánh này là bánh latte, latte show. Latte show. Tôi cũng nhớ là nó có cái tên gì nữa mà phải không? Ừ, nó latte show. Là bánh quai giạc phải không? Ừ, quai giạc. À, bánh quai giạc. Em nhớ là cái tên bánh quai giạc. Người ta làm cái miếng bột cặp đôi, cái người ta bỏ nhân thịt ở trong. Cái người ta nắng, cái hình này dễ thương nè.
đây là bánh cam mặn. Bánh cam mặn là cũng giống như bánh cam này, nhưng mà bánh cam này nó cam ngọt, còn bánh nam này là cam mặn, là nó nhưng nó nhân thịt củ sắn. Đây bánh bông lan thịt ngon cực kỳ luôn. Đây nè, ai muốn mua là lại chị này nè, ở Dòng Ghiền chị bán bánh bông lan rất là ngon nè các bạn. Đây đó, để cho coi luôn nè. Ồ, bánh bông lan thịt nè, trứng muối với thịt thịt xào trộn lên rồi bỏ lên đây nè, rất là ngon. Khi mà các bạn lựa cái này là các bạn lựa cái loại mình nó bị nứt á, nứt là ngon à. Đây nè, đó thấy không, nó bị nứt nứt như nè, nên là trái dưa gang rất là dẻo, là bột ngon lắm. Là dưa gang này á, là mùa nóng này nè, là ăn là ngon cực kỳ luôn, nóng nực, ăn dưa gang nó mát. Ai buổi sáng bán rất là nhiều thứ nữa các bạn thấy không, nhiều thứ lắm, mỗi thứ một chút. À. Đây là trái bắp non. Trái bắp non. Chỗ gì này là bán bắp nè, nấm gươm nè, hay bán món món người ta ăn làm nấu đồ chay đó các bạn. Ồ, đu đủ ngon quá. Đu đủ giường nè các bạn ơi, ngon lắm luôn. Còn đây là cái bông điên điển. Bông điên điển là nó có một cái bài là ăn bông điên điển yên mình nhớ đất quê á, là ở Việt Nam á thì người ta thích, rất thích ăn cái miền Tây Nam Bộ, rất thích ăn cái món này. Nó mùa nước, người ta cái bằng mùa nước nổi á, bông điên điển nó nở. Điêu hồng. Wow, để em giới thiệu cái này. Đây các bạn, giới thiệu với các bạn cái món này nè các bạn. Đây. Cái này là cái bông súng. Bông súng đồng đây. À, bông súng đồng là cái loại này á, là mọc tự nhiên nha các bạn. Là không có thuốc, không có gì hết trơn á, là mọc ở dưới sông á, bờ hồ, mình dưới hồ á. Thì khi người ta bẻ lên á, người ta phải lặt như vậy nè. Đó, người ta tuốt cái vỏ nó ra. Đây cái gì này nè, đó gì này nè. Đó, gì này ngồi lặt nè ha. Đó, đó, thấy không? À, tại vì cái bao ở ngoài á là nó dai ăn không có được các bạn. À, các bạn lột như vậy thấy không? Lột hết tất cả nha. À, người ta bán á, người ở ngoài chợ người ta bán á, cái người ta lột sẵn cho mình luôn. Rất là tiện lợi. Mình về mình làm không có mất thời gian các bạn. Cái này là nấu canh chua là ăn ngon cực kỳ luôn. Món này là em thích ăn canh chua nhất đó chị. Canh chua rau bông súng là ngon nhất luôn, không có gì bằng hết chứ.
chỉ ngồi chỉ làm. Người ta làm xong cái bó ra bó gì đó các bạn, ta bó bán bó có mấy ngàn các bạn. Người ta bơi xuồng ra ngoài bờ sông á, trong bờ sông á, bờ cái mương á, mấy cái mương á, người ta bẻ cái này lên, bẻ dưới sông nó mọc thẳng dưới sông giống như một sen các bạn. Đây chị này chỉ làm cá lóc nè các bạn, nhìn làm cá lóc nè. Bây giờ người ta làm cá, người ta hay sử dụng cái cây kéo này nè, nó rất là dễ làm, rất là tiện. Nó có cái đồ cào giấy này nè, thấy không? Đây để cho chị coi chị làm nè. Chị làm chị này chỉ làm con cá lóc. Thấy làm chuyên nghiệp chưa các bạn? Cái kéo nó mới cứng, nó dễ làm các bạn. Cắt bỏ cái mỏ của nó, cái chỗ này nó có găng cứng ăn không có được. Cắt bỏ. Đây là con cá lóc, cá lóc bự ha. Rồi cá lóc này mà dùng nấu canh chua hoặc là kho tiêu hoặc là nấu cháo rất là ngon. Ngon quá chị ha. Cái này mình nấu nồi cháo cho cháo trắng á, cho cá lóc á, ngon cực kỳ luôn. Đó à. Hành ha, nấm gơm ha, tiêu nè, gừng nè. Hôm sau thì Thanh Trúc sẽ giới thiệu cho các bạn biết là cái cách mà để nấu chế biến những cái món với cái con cá này. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ lược thôi, hôm sau thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái cách chế biến, cái cách làm và cách chế biến. Bây giờ đi chợ rất là thuận tiện, tại vì người dân, người bán người ta làm cho mình luôn á các bạn. Ta làm sạch luôn, ta mổ móc ruột gì ra luôn. Đặc biệt con cá này chỉ bỏ cái kỳ, cái dãy, cái nó những cái bỏ đi nè, còn lại nguyên con ruột thì cũng vẫn ăn được nữa các bạn. Cắt cái trên cái ta kêu bằng cái mỏ của nó cái miệng cá các bạn, hai cái cá nó nhảy, nó chết rồi mà vẫn nhảy rồi các bạn. Chị đập nó chưa chết nó nhảy. Sau này chị đánh dãy nè, thấy không các bạn, thấy không, cái đồ đánh dãy cực kỳ luôn, dễ đánh lắm luôn. Hồi xưa mình dùng cái dao mình đánh rất là khó, bây giờ người ta có cái đồ cạo này nè, cạo dãy là dễ lắm. Mình muốn làm ở nhà thì mình mua cây này mình về mình làm. Cây này làm im quá hả chị, dễ là các bạn thấy tại sao chị này không cắt cái đuôi ra không? Tại vì để chừa cái đuôi đang đánh dãy cho nó dễ rồi hồi mới cắt sau. Đó, để cái đuôi vậy đang mình đánh dãy cho nó dễ. Đánh dãy xong thì mình mới cắt cái đuôi. Người dân người ta buôn bán ngoài chợ người ta kiếm tiền cực lắm các bạn, không có dễ đâu nha các bạn. Bán con cá là phải làm cho người ta vậy nè. Ký lời, một ký lời không có bao nhiêu đâu, kiếm tiền rất là khó khăn, không có dễ đâu. Bán con cá là phải làm cho người ta vậy đó, là mình làm thì người ta mua mình nhiều hơn, còn mình không làm thì người ta lại ít mua hơn, cho nên là
mấy chị bán chị rất là chịu khó làm cho người ta luôn. Tại vì bây giờ những người làm việc các bạn, khi mà người ta đi làm về 11 giờ người ta mới là tan sở, thì khi mà như vậy thì người ta 1 giờ rưỡi người ta đi làm nữa rồi thì thời gian không có nhiều, cho nên là khi mà mấy chị này bán làm sẵn như vậy thì người ta mua về người ta chế biến rất là nhanh. Đó, là bỏ vào bọc cho người ta nè. Rồi em đi. Lộn các bạn. Sầu riêng vừa chỉ có vào từ tháng 4 tới tháng 6 thôi nha các bạn. Có vào mùa này. Ngon quá. À, thấy không? Rất là ngon. Thấy nhìn là thấy biết thấy là bẻ ra là sầu riêng này là chất lượng. Sầu riêng á vườn nó bẻ ra nó chín rồi người ta bẻ ra cho nên ăn rất là ngon, mà đặc biệt là người ta bán ở đây á, miền quê á, người ta bán người ta không có ngâm thuốc gì đâu nha các bạn, cho nên người ta mua rất là nhiều. Đi chim chưa? Đây là con cúc người ta làm sẵn các bạn, à, người ta làm sẵn cho mình. Bây giờ ở chợ đi mua đồ người ta hay làm sẵn như vậy nè các bạn, thì mình về mình nấu rất là nhanh, còn khi mình về mình làm thì lâu lắm, rất là ngon. Đây là con ghẹ, con ghẹ người ta thở oxy. Đây là con tôm gì quên này, tôm gì chị, tôm thẻ quên. Cái này người ta đánh bắt về ngoài biển người ta đem vô cho nên nó không có còn sống thì phải ướp thịt đá, nhưng mà nó vẫn tươi nha các bạn. À, khi các bạn mua tôm là các bạn nhìn con tôm nè, nó trong vậy nè, nó trong vắt luôn, thấy không, là con tôm nó còn tươi. Người ta ướp nước đá rất là kỹ cho nên con tôm rất là tươi, không bỏ thuốc bỏ gì đâu nghe các bạn, không có ngâm gì đâu nghe, chỉ ngâm nước đá thôi, nước đá là tươi. Con tươi trong vắt luôn, quay cho nhé.